Chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh channel của mình. Ok, bọn ở hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với Plants vs Zombie. Đấy, ok bọn ơi, nếu bạn nào chưa nhấn like, share, subscribe đối với kênh channel của mình, các bạn đừng quên để một like, share, subscribe đến kênh channel của mình nha. Ok, vào luôn thôi. Bây giờ chúng ta sẽ có cái cây được uplift level này em ơi. Nào, thủ là 400 speed. Mẹ, chưa được cây này à. Ok bạn em ơi. Rồi, bây giờ hôm nay ý, là không biết là có sự kiện gì mới cho anh em. Nào, Play Event Palata bắt tiền em ạ. Event Palata bắt tiền em ạ. Thế nào, hôm nay Event Avatar bắt tiền. Ui, bảo vệ cây gì đấy? À, cái cây lò xo à? À, cây đậu lò xo à? Tận cái dè. Ok. Ui, shit. Shit khổng lồ. Ui, đậu bà đậu. À, thì ra mà chẳng cái chết. Ui, nó ui, khải đặc đu dây. Ui. Nào, thôi anh sao, đi. Mình chưa dùng shit vợ. Đây đây. Thử cái shit khổng lồ mất nào. Ui, shit khổng lồ được cường hóa ultimate con à. Lao hả mày. Boom. Boom. Ồ, thì ra cái này là để làm vậy con ạ. À, bảo sao. Hiểu rồi con ạ. Cục shit khổng lồ kia là nó được tăng cường ultimate. À, đẩy thằng này ra. Đấy, chất ông. À, được rồi, được rồi. Đẩy thằng này ra. Nào, boom. Được. Ôi ta. À đây rồi. Đỡ ba đâu. Nhanh, siêu lỗ. Ôi lỗ, chết bố lỗ. Ấy, đừng, có đào con này của anh. Ok, bảo vệ con này đi. Nào, dễ. Ui, đỡ ba đâu. Phải lại, ui, quay tay thần thánh. Ui, quay như kiểu gà cắt linh nha các bạn. Ui, đạp con đi vào đây. Quay gà cắt linh. Vèo, 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 vèo. Ui, phê. Phê vãi các bạn ạ. Ok. Ui, nó phá kìa. Mưa. Ok. Quay tay. Ê, quay tay các linh. Phèo. Rán hết luôn. Láo mày. Úi lỗi. Úi lỗi. Ok được rồi. Mày thế. Á, à, đập con này ra hết. Thêm phát nữa này. Mưa cái con này. Làm gì. Ôi ơi, cái cây. Mưa. Cái cây nó không có tác dụng con ạ. À. Hết hết bọn này ra. Bắn chết con kia đi. Bắn chết cái con trên tầng đi. Ui cái con. Ui. Bắn cả cái lên. Ok được rồi. Bắn ta nữa. Bèo. Ok được rồi. Ui à. Gạt mấy thằng trên đầu đi. Ôi. Ơ, con nào nó vào được dòng của mình? Vô lý anh em à. Mình có thấy con nào vào được dòng của mình đâu. À, đùi. À, chơi lại, ok. Rồi, mình biết cách này của anh. À, nó đào vào, cái cây kia của mình nè. Thấm cái cây này của mình này các bạn. Ok, được rồi. Mình biết cách này của anh ạ. Ok. Zombie is coming. Dòng cục xít ở đây này, bảo vệ cho cây này trước. Để em để cái này, cái này. Of scummies. Nào anh em để lên. Nào, bắn nhanh lên, Má sao có mất mấy cái này nhỉ. Cái cây này cây đẩy quá nè. Ôi dồi. Mưa. À đây rồi. Mà chưa gì đã quá thằng dạng ultimate rồi. Phải trưởng anh em à. Chưa gì người ta đã chuyển sang cái dạng là thắng nhất rồi. Chắc giết được con này thôi. Hoặc không. Thôi xong rồi anh em ơi. À đây rồi. Nhanh, cái cây bắn đâu đây rồi. Nó xong rồi xong rồi. Ô ô ô, vẫn nào được, À, lao ha mày. Ok được rồi. Cho bọn này đợi dừng lại. Dừng lại. Ok, à mình biết rồi. Biết cách các bạn, biết cách trị với con này rồi.
Đấy, nó sẽ bay mấy cái thùng thằng kia ra. Nó không thể được con ạ. Ok. Quay tay thần thái. Ok. Đấy, đấy, con này chết chắc rồi. Quay tay thái. Ok, dòng hai hàng luôn. Quay tay thái. À, con này nguy hiểm này. Dậm phát cho nó bay hết cái thùng ra. Đấy, nó không cầm cái thùng nữa rồi. Không cầm cái thùng nữa nó đỡ nguy hiểm con ạ. Rồi. Không sao, an toàn rồi, an toàn rồi. Đây, cái dòng thêm một hàng giữa nữa. Mưa. Dậm bay hết bọn này ra. Thôi anh ơi, anh ơi, anh ơi. Rồi anh này chết rồi, rồi cuối cùng anh cũng chết ạ. Hai trưởng. Ui cái dòng dưới này, à đây rồi, xin cổng lối rồi. Ui rồi, vãi trưởng mà ạ. Gắt thế. Anh làm gì mà căng, anh làm gì mà căng. Dâm, bèo. Quay tay thằng trưởng. Cái này này, bảo vệ này. Quay tay tiếp, bèo. Dâm, bùm. Cục xít nữa. Ôi, nhanh 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 nhanh. Ui, cái con này nó mang lại bác này. Ao, dâm, bùm. Ok. Phát nữa này. Nào, nhanh 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 nhanh, giết phải giết được nó, không có chết. Ui, ui. Hoàn thành event. Lão hàm mãi. Ấy giờ cái cây này, cái cây đậu bắn các bạn ạ. Cái cây đậu nó đẩy phát lên. Ok. Ok, được quay 2000 coin ngon. Ok, được gọi là ấy. Nhanh 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 nhanh, tu đây. Wow, đây ấy, cuối cùng thì mình cũng hoàn thành y chang rồi. Yes, hỏi khóa lần về lần thế nào. Ok, vào thử cái khung gỗ nào. Event, ôi có cái mới này. Đấy, cái cây này chắc chắn sẽ có cây mới. Cây nào mà mình chưa thấy chắc chắn sẽ có cây mới rồi. Ôi ôi ôi, cái loại bác này. Ui chất tơi người. Ui quân trôi đời này ơi. Ok, chống mấy cái con này. À được rồi, đúng rồi, con này nó đi đằng sau đít. À, thì mình biết cách này, dòng con đằng sau đít cho con này. Mẹ cắt thử đấy, đấm mày ha mày, đấm ha mày. À, bảo vệ những cây này. Rồi được rồi đấy, bon choi con ạ. Cái này cây đấm bốc ấy. Vai trưởng. Event này khó quá con ạ. Ok. Làm lại này nào. Lại cái quảng cáo con ạ. Vai trưởng kìa. Nhanh nhanh nhanh. Ok được rồi, ok được rồi, ok được rồi đấy con ạ. Ôi. Nào 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 nào, làm lại, làm lại, làm game mới, làm game mới. Lại. Mình không thể cho cái bọn này nó không thể bước qua cái hàng hoa kia được. À, mình hiểu rồi. Không được phép cho bọn này bước qua hàng hoa này. À. Escape. Ok, nhanh 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 nhanh. Chồng nhanh. Bắn cái con này quan trọng hơn này. Để con này ở đây này. Qua cái cây đại bác này sau, đại bác rùa đấy bạn. Cái bọn này vô hại rồi. Ok được rồi đấy. Bắn. Bum. Ui. Chất thứ ba. Bắn đại quá kia đây bà. Dòng thêm cây nữa đây đi. À đây rồi, đây rồi. Cái dòng nào ta. Cái dòng trên này đi. Bắn. Đum. Ôi chết bố cái con này. Bắn vào nữa. Đum. Ui. Chết. Chết anh em ơi. Chết quá. Chết rồi, cái con này mày hả mày. Chết rồi anh em ơi. Nhanh nhanh dầm dầm cái nữa cho nó khỏi. À, okay. Rồi đây em ạ. Bắn. Bắn. Láo hả mày. Láo với tao hả mày. Đây, bắt dừa chuẩn bị khai hỏa. À,
là chết chắc rồi. Khai hỏa đùm, ui khai hỏa đùm, khai hỏa đùm, ui ui cái quả này hay đấy các bạn. Ok, đại bác dừa yêu đi bên, ui ui bom dừa khổng lồ, chất thế mạnh vai. À cái con khổng lồ kìa, đại bác dừa yêu đi bên. Ok được rồi, nó quăng của nó đi rồi, không sao. Đại bác sĩ ultimate bắn đùm, ui chết hàng loạt luôn, đấm mạnh đi mấy bạn, bắn đùm, ui à đúng rồi, đại bác sĩ ultimate bắn, ui bây giờ các bạn sẽ thử trồng cây này đây, đấm bắn này ultimate, ui cái đâm bắn bắt mày láo ha mãi. À thằng này con trói đâu, lên xử lý nó nào. Úi ôi cái đại bác dược của mình nào, không phải cho nó qua hàng hoa này được rồi. Xong zombie đông quá bạn ạ, không lại được, không cân lại được. Ok chơi tiếp rồi. Ok mình nghĩ là sau hai lần chơi mình rút ra kết luận là mình sẽ rút ra bài học được bạn ạ. Okay. Cái đại bác dừa mình sẽ đặt ở hàng thứ hai, nhưng mình không thể nào đặt ở hàng thứ nhất được. Để đây phát này. Ui vãi lìn. Ok sẽ để cái common choi này ở dưới cùng, tại vì cái common choi nó sẽ có nhiệm vụ là trị mấy cái thằng này. Rất là dễ dàng, trị rất là dễ dàng. Thằng chết chắc này. Mày bắn ha mày. Nhưng mà con này nó suốt ngày bắn con kia nên là ăn khít rồi. Đấm mạnh lên, đấm mạnh lên, đấm mạnh lên. Hết choáng. Ok các bạn, đấm luôn. Anh em ơi, cố lên. Nào, nếu đúng như mình suy nghĩ. Nào, nhanh. Để một cái bạn đại bác giờ bắn này. Đùm. Ok. Được rồi đấy. Thêm cái đại bác dừa đây, bắn á, đùm. Ok, ui bé cái con zombie kia kìa. Ok rồi, đấm chết con này luôn mày lắm ha mày. Thế đây dòng giữa dòng giữa hơi đông bạn ạ, dòng giữa hơi đông, không sao nó đều. Ui vãi trưởng anh em ơi, bắn đại bác khổng lồ ấy, phí khẩu đại bác khổng lồ mình rồi. Mưa cày thế nhờ, không sao mình vẫn trụ được anh em à. Ôi mẹ mày chết rồi con à. Nào nó vẫn cứ nhảy ra. À gọi bắn nhảy ha mãi. Ok lấy được ghe luôn, úi rồi ngon đau ha mãi. Đến mà lên em ơi. Rồi được rồi, có vẻ kế hoạch còn thỏa đấy. Ok được rồi. Ok, mấy con cùi bắp này mình chả cần đấy, cũng vừa. Nào, nhanh. Nhà anh không để cho nó qua cuối cuối được. À, cái con đầu này. Cái con này nguy hiểm này. Gọi lấy bạn. Okay. Nhanh. Cho thêm cây đi. Đại bác dồn. Nữ lại. Nổ. Ôi. Nhanh. Cái dòng. Nhanh. Bắn đùm. Nhanh em ơi, nhanh lên trước khi cái con khổng lồ kia nó xâm lớn anh em ơi. Lắm tệ, mua hộp phát này. Mở lên phút. Bùm. Rồm. Ui, nhanh. Đùm. Ui à. Ôi, khó quá con à. Thôi, chắc mình phải lùi lại thôi. Như em bước được bạn ạ, quá khó. Hôm nay có quả đại bác rùa cứng mạnh mà lại không ăn được vì nó quá khó các bạn ạ. Ok nào, ok mình sẽ chơi này tiếp theo các bạn ạ. Có cây đấm bốc này, bốc hải các bạn ạ, bốc xin.
Vậy cả cái đại, đại bác rùa nhưng mà... No. Đại bác rùa của chúng ta đã bị bại trận rồi đó bời. Ồ, không biết là event lần này là cái gì nào. Ây da, đừng có nói là... Đơ nha này mời.